nhà ăn cơm nhá. Đây có món lá đu đủ, hoa đu đủ nấu đầu lợn. Món này ăn chữa được bách bệnh đây các bạn, ngăn ngừa ung thư, chữa sỏi thận các kiểu, con là điểu làm tí rượu. Dồn đồ dính. Ăn bí bột vào nhé. Đây các bạn, hoa đu đủ này. Để luộc qua đấy nhá. Luộc qua xong bóp cái nước đắng nó đi, xong mới nấu. Đây là cái đắng không? Đắng hả? Không đắng tí nào, ăn ngon lắm. Cái nước cành nó hộp ngọt luôn. Hoa luộc rồi, luộc kỹ rồi. Này, ăn cái thịt này chấm với cái nước này. Cẩn thận không, mẹ lại đánh nó được rồi. Đấy, cái này sao? Cho được giấy. Không biết. Không á. Đấy, và hỏi ít hoa đu đủ vào này. Xong chấm cái nước này này mà. Ngon lắm. Bạn ăn thật chưa ơi? Làm có gì mà đắng? Hiệu không thích mẹ đón đâu. Mẹ đón là không có bim bim. Mưa. Bỏ bánh thang.
Bí đỏ xào. Cái gì? Bí này là bí bao tử các bạn. Bí non. Video chia sẻ bữa ăn hàng ngày của gia đình thôi các bác nhé, không có vẻ là đặc sản siếc gì mà ông này em quay lên. Bữa cơm chia sẻ bữa cơm gia đình thôi. Đấy, thỉnh thoảng cứ làm ít hoa đu đủ rồi nấu với cái đầu lợn này thế thôi. Thế là thành bữa này. Nhâm nhi ly rượu nữa. Đấy, êm. Rau gì 40.000. Nào các bác cứ làm món này ăn xem nhá. Xem như nào nhá. Thuốc đấy. Cái nước chấm này, cái ốc của nó này, cho ít bột súp bột canh. Nhưng hôm nay thiếu ớt. Thiếu ớt. Đây, mát này các bạn. Mát lên luôn. Đấy, mai kia mùa đông nữa mới chết. Học gần không học. Đây. Nói không nghe. Có gì mà đắng nhá. Cái này làm gì? Cái này làm gì đắng đâu? Ăn thì ăn thử. Con ta muốn mặn. Chào bác nha, hôm nào bác làm ăn thử xem nha. Ngon lắm. Chào chào đây. Chào các bác.